me be alone again. The only girl I care about has gone away, looking for a brand new start. Xin chào tất cả các em. Cô giáo rất vui mừng được gặp lại các em trong cuộc thi thiết kế bài giảng Yên Đất Ninh năm 2016. Bài học trước, các em đã được học về khái quát của nhóm nitơ, đồng thời đã được học về đơn chất của nitơ. Chúng ta đều biết rằng nitơ là một nguyên tố rất quan trọng trong đời sống. Hôm nay cô giáo xin giới thiệu với các em hợp chất đầu tiên của nitơ, đó chính là ammoniac, là một hợp chất cũng có vai trò rất lớn trong đời sống và trong sản xuất. Mời các em bắt đầu vào bài học ammoniac. Các em thân mến, qua bài học ammoniac ngày hôm nay, cô mong muốn các em nắm được các kiến thức, kỹ năng và thái độ như sau. Về kiến thức, các em sẽ biết được tính chất vật lý quan trọng của ammoniac như trạng thái, màu sắc, độ tan, vân vân. Các em cũng sẽ hiểu được tính chất bazơ yếu và tính khử của ammoniac như thế nào. Đồng thời, sau bài học, các em cần nêu được vai trò của ammoniac trong công nghiệp. Ngoài ra, các em cũng sẽ biết được phương pháp điều chế ammoniac được sử dụng trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp. Ngoài các kiến thức trên, các em cần rèn luyện các kỹ năng như giải thích được tính chất vật lý, tính chất hóa học của ammoniac dựa vào cấu trúc phân tử của nó. Đồng thời, dựa vào nguyên lý chuyển dịch cân bằng Le Chatelier, các em đã được học trong chương trình cuối lớp 10 để giải thích được các điều kiện, kỹ thuật trong sản xuất ammoniac. Bên cạnh đó, các em cần viết và cân bằng các phương trình phản ứng oxy hóa khử theo phương pháp thăng bằng electron hoặc phản ứng trao đổi ion. Kỹ năng cuối cùng, các em sẽ vận dụng các công thức bảo toàn electron, tính nồng độ phần trăm, vân vân để giải một số bài tập liên quan. Về mặt thái độ, các em cần hình thành thói quen học tập một cách có chủ động, nghiêm túc và sáng tạo. Để đạt được các mục tiêu trên, các em hãy bắt đầu vào bài học của chúng ta ngày hôm nay. Bài học của chúng ta có cấu trúc gồm hai phần chính. Thứ nhất, phần nội dung chính của bài học, các em sẽ được nghiên cứu về cấu trúc phân tử, tính chất vật lý, tính chất hóa học, ứng dụng và điều chế ammoniac. Phần kết, các em sẽ được làm một số bài tập củng cố, đồng thời sẽ có bài tập tự luyện dành cho các em tự ôn tập ở nhà. Sau đây, mời các em bắt đầu vào phần nội dung chính của bài học. Để thuận tiện cho các em trong quá trình học bài, cô giáo thiết kế bài học của chúng ta theo cách như sau. Các em sẽ phải trả lời các câu hỏi 1, 2, 3 hoặc nhiều hơn thế dựa trên các kiến thức mà các em đã được học trước đây. Sau đó, chúng ta có thể rút ra được kết luận cho phần nội dung mà chúng ta đang nghiên cứu. Để trả lời câu hỏi, các em hãy đọc kỹ phần hướng dẫn trả lời câu hỏi trên đây. Cô giáo sử dụng 3 loại câu hỏi chính. Thứ nhất, câu hỏi lựa chọn. Mỗi câu hỏi lựa chọn có thể chỉ có một đáp án đúng hoặc có nhiều đáp án đúng. Trả lời câu hỏi bằng cách kích chuột trái vào hình tròn phía đầu mỗi lựa chọn. Loại thứ hai, câu hỏi điền khuyết. Mỗi câu hỏi có thể có nhiều vị trí bị khuyết, cần thêm vào một từ, cụm từ hoặc con số. Các em trả lời câu hỏi bằng cách kích chuột trái, giữ chuột và kéo gợi ý vào chỗ khuyết tương ứng mà em cho là đúng. Loại cuối cùng, câu hỏi ghép đôi. Có hai cột dữ liệu, cột trái và phải cần ghép với nhau. Em hãy kích chuột và kéo một ô ở bên trái, ghép với một ô ở bên phải em cho là đúng.
Cứ như vậy, chúng ta sẽ kéo cho đến hết các ô bên trái. Sau khi trả lời xong mỗi câu hỏi ở trên, em hãy nhớ kích chuột vào ô xác nhận câu trả lời để máy tính ghi nhận đáp án của các em cho từng câu hỏi. Nhưng lưu ý rằng không kích vào ô gửi bài, bởi vì nếu em kích vào ô gửi bài thì phần trả lời câu hỏi của em sẽ kết thúc luôn. Các em yên tâm, sau khi các em trả lời xong cả một gói câu hỏi dành cho một nội dung nào đó, phần mềm sẽ hiện lên kết quả của cả nhóm câu hỏi đó cho các em. Qua đó, các em sẽ biết được mình đã trả lời được đến đâu và cần thêm điều gì nữa. Chúc các em học thật tốt. Mời các em bắt đầu vào nội dung đầu tiên. Để biết cấu trúc phân tử của amoniac, các em hãy trả lời 5 câu hỏi sau đây. Câu hỏi số 1. Chọn cấu hình electron đúng của nguyên tử nitơ với số hiệu nguyên tử bằng 7. Cô có 4 gợi ý dành cho các em. Hãy chọn một trong 4 gợi ý A, B, C, D. Sau đó, ấn vào nút xác nhận câu trả lời. Qua câu hỏi số 1, các em đã biết được cấu hình electron của một nguyên tử nitơ. Vậy hãy dựa vào kiến thức đã học ở lớp 10, các em hãy trả lời câu hỏi sau đây. Một nguyên tử nitơ có bao nhiêu electron độc thân? Với 4 gợi ý A, B, C, D tương ứng với các đáp án 1, 2, 3, 4 electron độc thân. Hãy chọn đáp án và ấn vào nút xác nhận câu trả lời. Chúc mừng em đã hoàn thành 2 câu hỏi đầu tiên. Các em thân mến, amoniac có công thức phân tử là NH3. Với một nguyên tử nitơ liên kết với 3 nguyên tử hydro. Vậy, em hãy dựa vào những kiến thức đã học trong chương liên kết hóa học ở lớp 10. Hãy suy luận và cho biết lai hóa của nguyên tử nitơ trong phân tử amoniac là gì? Với 3 gợi ý: lai hóa sp, lai hóa sp3 và lai hóa sp2. Dựa vào sự lai hóa của nguyên tử nitơ ở câu hỏi trước, em hãy dự đoán dạng hình học của phân tử amoniac với 4 gợi ý sau đây: dạng tam giác, hình vuông, hình chữ nhật hay hình chóp tam giác. Em hãy chọn một đáp án rồi bấm vào nút xác nhận câu trả lời. Cuối cùng, các em hãy trả lời câu hỏi số 5. Liên kết giữa nitơ và hydro trong phân tử amoniac thuộc loại liên kết gì? Với 3 gợi ý của cô giáo: liên kết cộng hóa trị phân cực, liên kết cộng hóa trị không phân cực hoặc liên kết ion. Các em hãy dùng chuột kéo đáp án mà mình lựa chọn vào vị trí số 1. Sau đó, kích chuột vào nút xác nhận câu trả lời. Vậy là em đã hoàn thành xong 5 câu hỏi đầu tiên về cấu trúc phân tử của amoniac. Qua các câu hỏi trên, chắc chắn các em đã rút ra được một vài kết luận quan trọng về cấu trúc phân tử của amoniac. Cô giáo xin tổng hợp thêm như sau. Thứ nhất, phân tử amoniac có cấu tạo hình chóp tam giác. Để hiểu về tính chất vật lý của amoniac,
mời các em theo dõi thí nghiệm sau. Trong cốc thủy tinh đựng nước có pha chất chỉ thị phenol và phenolphthalein. Trong bình thủy tinh úp ngược có đựng khí amoniac. Các em hãy quan sát thật kỹ hiện tượng xảy ra trong bình thủy tinh úp ngược. Cũng dựa trên thí nghiệm mà các em vừa quan sát, các em hãy trả lời câu hỏi số 2. Chúng ta có thể thu khí amoniac bằng cách nào sau đây? Đẩy không khí và ngửa bình. Đẩy không khí và úp ngược bình. Đẩy nước và ngửa bình. Hay đẩy nước và úp bình. Hãy tưởng tượng lại thí nghiệm mà các em vừa quan sát và trả lời câu hỏi. Sau đó, các em hãy ấn vào nút xác nhận câu trả lời. Qua hai câu hỏi trên, chúng ta rút ra được một vài kết luận về tính chất vật lý của amoniac như sau. Amoniac là chất khí, không màu, mùi khai và sốc. Nó nhẹ hơn không khí do phân tử khối của nó chỉ bằng 17. Vì cấu trúc phân tử của amoniac là một phân tử có cực nên nó tan rất nhiều trong nước tạo thành dung dịch amoniac. Đồng thời có thể thu khí amoniac bằng cách đẩy không khí và úp ngược bình. Trên đây là một số tính chất vật lý cơ bản của amoniac mà các em cần nhớ. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nghiên cứu về tính chất hóa học của amoniac. Tiếp theo, cô giáo xin hướng dẫn các em tìm hiểu về tính chất hóa học cơ bản của amoniac thông qua các câu hỏi sau đây. Câu hỏi số 1. Tính chất hóa học cơ bản của amoniac là gì? Với hai gợi ý, có hai tính chất hóa học cơ bản của amoniac được đánh dấu bằng số 1 và số 2. Số 1 có các gợi ý tính bazơ yếu, tính axit yếu, tính bazơ mạnh, tính axit mạnh. Các em hãy dựa vào kiến thức đã học về sự địa ly và điền một đáp án tương ứng vào vị trí số 1. Tương tự, tính chất hóa học cơ bản thứ hai của amoniac được đánh số 2 với hai gợi ý tính khử và tính oxy hóa. Các em hãy dùng chuột kéo đáp án tương ứng mà mình cho là đúng vào vị trí số 1 và vị trí số 2. Sau đó, chọn nút xác nhận câu trả lời. Vậy là em đã biết được rằng amoniac có hai tính chất hóa học cơ bản, đó là tính bazơ yếu và tính khử. Đầu tiên, cô giáo xin hướng dẫn các em tìm hiểu về tính bazơ yếu của amoniac. Sau đây, các em hãy quan sát thí nghiệm. Có hai cốc đựng khí amoniac và khí hydrochlorure. Các em hãy quan sát thật kỹ hiện tượng xảy ra khi hai cốc đựng hai loại khí này tiến lại gần nhau.
ta thấy rằng các phân tử ammoniac NH3 khi gặp các phân tử hydrochlorua HCl sẽ kết hợp với nhau để tạo thành một phân tử mới. Các phân tử mới này co cụm lại với nhau thành từng đám. Các đám này lại kết hợp với nhau thành các đám to hơn. Đó chính là những khói trắng chúng ta quan sát được. Dựa vào kết quả thí nghiệm, em hãy trả lời câu hỏi sau đây. Phản ứng nào đã xảy ra trong thí nghiệm? Cô có hai sự lựa chọn dành cho các em. Các em hãy chọn một trong hai đáp án. Sau đó, kích chuột vào nút xác nhận câu trả lời. Để tiếp tục tìm hiểu về tính ba dơ yếu của dung dịch ammoniac, mời các em theo dõi thí nghiệm sau đây. Trong ống nghiệm đựng dung dịch nhôm clorua, nhỏ 1ml dung dịch ammoniac vào ống nghiệm đựng dung dịch nhôm clorua. Em hãy quan sát hiện tượng xảy ra trong ống nghiệm. Dựa vào hiện tượng xảy ra trong ống nghiệm, em hãy trả lời câu hỏi số 3. Hoàn thành phương trình phản ứng đã xảy ra trong ống nghiệm với 3 vị trí 1, 2, 3 có màu đỏ, chưa biết. Em hãy chọn đáp án phù hợp cho các vị trí 1, 2, 3 bằng cách dùng chuột kéo các vị trí 1, 2, 3 trong các ô vuông cho sẵn. Sau đó, ghép vào các đáp án mà em cho là đúng ở phía bên phải. Cuối cùng, em hãy bấm vào nút xác nhận câu trả lời. Như vậy em đã biết rằng ammoniac có khả năng phản ứng với dung dịch các muối tạo thành hydroxit kết tủa. Vậy em hãy quan sát thí nghiệm sau đây. Sục khí ammoniac vào một dung dịch muối chưa biết. Em hãy quan sát hiện tượng xảy ra trong ống nghiệm. Sau đó trả lời câu hỏi số 4. Phản ứng nào đã xảy ra trong thí nghiệm trên? Với 4 gợi ý A, B, C, D. Hãy chú ý tới màu sắc của kết tủa xảy ra trong ống nghiệm. Sau khi lựa chọn đáp án, em hãy bấm vào nút xác nhận câu trả lời. Vậy là qua rất nhiều câu hỏi ở trên, chúng ta nhận thấy một điều. Khí ammoniac khi tan trong nước thì tạo thành dung dịch ammoniac có tính ba dơ yếu. Điều này được giải thích do khi tan trong nước, một phần nhỏ ammoniac kết hợp với ion H cộng của nước tạo thành ion amoni
NH4+. Theo phương trình như trên hình. Và các em đã được học phương trình này trong chương 1 của hóa lớp 11, điện ly. Vì phương trình đó giải thích được tại sao dung dịch amoniac lại là một bazơ yếu. Ngoài ra, chúng ta thấy rằng vì là bazơ yếu nên dung dịch amoniac cũng sẽ làm đổi màu quỷ tím sang màu xanh, đồng thời làm đổi màu phenolphthalein sang màu hồng. Tính chất này chúng ta có thể áp dụng để nhận biết khí amoniac thông qua giấy quỷ tím ẩm. Ngoài ra, amoniac còn tác dụng được với các dung dịch của axit như axit chlorhydric, axit sulfuric, axit nitric, axit phosphoric, vân vân. Và sản phẩm chúng đều tạo thành muối amoni NH4+. Ngoài ra, amoniac còn tác dụng được với dung dịch của các muối tạo thành được các hydroxit kim loại không tan, như amoniac tác dụng với muối sắt 2 tạo thành sắt 2 hydroxit kết tủa, hay amoniac tác dụng với nhôm clorua sẽ tạo thành nhôm hydroxit kết tủa, vân vân. Đặc điểm chung của các phản ứng này là phương trình ion rút gọn ở dạng tổng quát MN+ N+ N phân tử NH3+ N phân tử nước sẽ tạo thành hydroxit kết tủa MOH tất cả N lần và N ion NH4+. Đây đều là những tính chất rất quan trọng về tính bazơ yếu của dung dịch amonia. Các em tiếp theo, mời các em theo dõi thí nghiệm sau đây. Cho khoảng 1ml dung dịch đồng 2 sunfat vào ống nghiệm, rồi cho tiếp vài giọt natri hydroxit vào ống nghiệm. Quan sát hiện tượng, ta thấy có kết tủa màu xanh xuất hiện. Sau đó, thêm vào ống nghiệm vài giọt dung dịch amoniac. Ta thấy rằng kết tủa tan hết, dung dịch trở nên trong suốt và có màu xanh thẫm. Điều này chứng tỏ dưới tác dụng của dung dịch amoniac, kết tủa đã tan hết. Ta có thể giải thích hiện tượng này bằng hai phản ứng sau đây. Đầu tiên, đồng 2 sunfat phản ứng với dung dịch natri hydroxit tạo thành kết tủa đồng 2 hydroxit COOH tất cả 2 lần. Kết tủa này có màu xanh. Sau đó, khi thêm dung dịch amoniac, đã có phản ứng xảy ra giữa kết tủa đồng 2 hydroxit và amoniac, tạo thành một hợp chất có dạng CuNH3 tất cả 4 lần, tất cả OH 2 lần. Người ta gọi đó là phức của đồng. Phức đồng là một chất tan trong dung dịch và có màu xanh thẫm. Vậy, nếu ta cho dung dịch đồng 2 sunfat phản ứng với dung dịch amoniac dư cũng sẽ không thu được kết tủa.
Qua thí nghiệm trên, em thấy rằng ammoniac có khả năng tạo phức. Dung dịch ammoniac có thể hòa tan hydroxit kết tủa hoặc muối ít tan của một số kim loại và tạo thành các dung dịch phức chất như ammoniac hòa tan được đồng 2 hydroxit, kẽm hydroxit, niken hydroxit hay cả bạc clorua v.v. Phương trình phản ứng tổng quát của quá trình hòa tan và tạo phức chất bởi ammoniac như sau. Các em hãy theo dõi trên hình. Cô giáo có thể lấy ví dụ như sau. Khi cho kẽm clorua phản ứng với ammoniac trong dung dịch sẽ tạo thành kẽm hydroxit kết tủa. Phản ứng này các em đã được học ở phía trên. Tuy nhiên, kẽm hydroxit kết tủa sẽ bị ammoniac hòa tan để tạo thành phức chất. Phương trình ion rút gọn của phản ứng tạo phức như sau. Các em hãy theo dõi trên hình. Ví dụ 2, khi cho bạc clorua phản ứng với bạc ammoniac sẽ tạo thành phức chất có công thức như trên hình. Lưu ý rằng liên kết giữa các ion kim loại với ammoniac trong phân tử phức chất thuộc loại liên kết cho nhận. Hãy dựa trên kiến thức mà cô vừa cung cấp, hãy trả lời câu hỏi số 5. Trong số các chất sau, có bao nhiêu chất sinh ra kết tủa khi phản ứng với dung dịch ammoniac dư? Với các gợi ý A, B, C, D. Cô lưu ý các em, người ta cho dung dịch ammoniac dư. Do vậy, những muối nào mà hydroxit của nó hoặc muối của nó có khả năng tạo phức với dung dịch ammoniac thì chúng ta sẽ không thu được kết tủa sau phản ứng. Hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi trả lời câu hỏi. Sau khi chọn được đáp án, em hãy kích vào nút xác nhận câu trả lời. Cô có một mẹo nhỏ dành cho các em khi làm bài tập như sau. Khi câu hỏi yêu cầu phân biệt muối nhôm và muối kẽm bằng dung dịch ammoniac, thì các em hãy lưu ý rằng muối nhôm tạo thành kết tủa keo trắng nhôm hydroxit trong dung dịch ammoniac. Muối kẽm cũng tạo thành kết tủa keo trắng kẽm hydroxit. Tuy nhiên, sau đó kết tủa kẽm hydroxit tan dần trong dung dịch ammoniac và tạo thành một dung dịch trong suốt khi ammoniac dư. Đó chính là phản ứng tạo phức. Dựa vào tính chất này, chúng ta dễ dàng phân biệt được muối nhôm và muối kẽm. Tiếp tục mời các em theo dõi thí nghiệm sau đây. Trong ống nghiệm thẳng đứng chứa hỗn hợp kali clorat và mangan dioxide. Trong ống nghiệm nằm nghiêng chứa dung dịch ammoniac đậm đặc. Nung nóng hai ống nghiệm. Các em hãy quan sát thật kỹ hiện tượng xảy ra. Sau đó, các em hãy trả lời hai câu hỏi sau đây. Câu hỏi thứ nhất, phản ứng nào đã xảy ra trong ống thí nghiệm vừa rồi? Với hai gợi ý. Câu hỏi thứ hai, trong phản ứng đó, ammoniac đã thể hiện tính chất gì?
với hai gợi ý. Các em hãy chọn câu trả lời cho từng câu hỏi, sau đó bấm vào nút xác nhận câu trả lời. Vậy là các em đã biết được rằng do nitơ có số oxy hóa -3 trong phân tử amoniac. Đây là số oxy hóa thấp nhất của nitơ. Vì vậy, amoniac là một chất khử. Nó tác dụng được với các chất thể hiện tính oxy hóa mạnh như oxy, clo hay oxit kim loại. Đầu tiên, tác dụng với oxy. Khi đốt amoniac trong khí oxy, sản phẩm tạo thành là khí nitơ. Các em đã được theo dõi phương trình phản ứng này trong câu hỏi. Tuy nhiên, các em cần lưu ý thêm, nếu đốt amoniac trong khí oxy và có thêm xúc tác platin, thì sản phẩm sẽ tạo thành khí nitơ monoxit NO với phương trình như trên hình. Vậy, các em cần lưu ý đến điều kiện xúc tác platin khi viết phương trình phản ứng của amoniac và oxy. Còn khi tác dụng với clo, do amoniac là một chất khử, clo là một chất oxy hóa mạnh. Do đó, amoniac tự bốc cháy trong khí clo. Phương trình phản ứng được viết như sau. Ban đầu, khí amoniac phản ứng với khí clo tạo thành khí nitơ và khí hydrochlorua HCl. Sau đó, do khí hydrochlorua gặp khí amoniac sẽ kết hợp với nhau ngay lập tức tạo thành các tinh thể rất nhỏ amoni chlorua, và chúng ta quan sát thấy hiện tượng là khói trắng xuất hiện. Tính chất thứ ba, tác dụng với oxit kim loại. Amoniac có thể khử được nhiều oxit của kim loại. Các kim loại này phải là các kim loại trung bình và yếu. Ở nhiệt độ cao, ví dụ, amoniac phản ứng được với đồng hai oxit khi có nhiệt độ để tạo thành khí nitơ, kim loại đồng và nước. Em hãy lưu ý hiện tượng của phản ứng này. Đồng hai oxit là một chất rắn có màu đen, còn đồng kim loại là một chất rắn có màu đỏ. Các em hãy trả lời câu hỏi sau để kiểm tra hiểu biết của mình về tính khử của amoniac. Theo em, amoniac thể hiện tính khử trong phản ứng với các chất nào sau đây? Cô giáo có 4 đáp án. Gợi ý các em, amoniac chỉ thể hiện tính khử trong phản ứng với các chất oxy hóa mạnh. Hãy chọn một trong 4 gợi ý ở trên, sau đó ấn vào nút xác nhận câu trả lời. Sau khi trả lời xong câu hỏi số 7, em hãy ấn vào nút gửi bài để xem toàn bộ kết quả của mình. Vậy là em đã học xong về tính chất hóa học của amoniac. Sau đây, cô giáo xin tóm lại một số tính chất hóa học cơ bản của amoniac như sau. Amoniac có tính bazơ yếu. Nó tác dụng được với nước, với dung dịch axit,
với dung dịch muối. Thứ hai, ammoniac có khả năng tạo phúc. Thứ ba, ammoniac là một chất có tính khử. Nó tác dụng được với oxy, với clo và với oxit của kim loại. Tiếp theo, mời các em cùng nghiên cứu. Các em thân mến, ammoniac có ứng dụng rất lớn như sản xuất axit nitric HNO3 là một trong những hóa chất hàng đầu trong công nghiệp, hay để sản xuất phân đạm là một trong những loại phân bón hóa học quan trọng nhất trong nông nghiệp, hay sản xuất hydrazin có công thức là N2H4 làm nhiên liệu cho tên lửa. Cuối cùng, ammoniac có thể dùng để sản xuất các chất gây lạnh dùng trong hệ thống máy lạnh. Các em thân mến, ngoài những ứng dụng của ammoniac mà cô giáo vừa cung cấp, các em cần biết thêm rằng ammoniac là một yếu tố cần thiết cho thực vật, động vật và đời sống của con người. Ammoniac là một nguồn nitơ rất cần thiết cho cây trồng và vật nuôi. Nó cũng cần thiết cho sự tổng hợp DNA và protein. Nhưng bên cạnh đó, ammoniac còn gây ảnh hưởng tới sức khỏe của con người, cho vật nuôi khi tiếp xúc lâu dài và với nồng độ cao. Do ammoniac có tính ăn mòn, nên nếu hít phải ammoniac với nồng độ cao trong không khí, có thể gây bỏng niêm mạc mũi, cổ họng và đường hô hấp. Nếu tiếp xúc trực tiếp với ammoniac đậm đặc, phổi có thể bị bỏng rất nặng. Hoặc nếu vô tình ăn uống phải ammoniac đậm đặc, có thể bị bỏng, bị đau dạ dày. Do vậy, chúng ta cần lưu ý tránh tiếp xúc với ammoniac ở nồng độ cao. Nếu chẳng may tiếp xúc phải ammoniac, hãy nhanh chóng sơ cứu và đến bệnh viện cấp cứu kịp thời. Tiếp theo, mời các em tìm hiểu về phương pháp điều chế. Khí ammoniac được điều chế trong phòng thí nghiệm bằng cách cho muối amoni tác dụng với các chất kiềm. Trong video thí nghiệm dưới đây, người ta sử dụng muối amoni clorua phản ứng với canxi hydroxit đun nóng. Khí ammoniac sinh ra được thu lại bằng cách đẩy không khí và úp ngược bình. Ngoài ra, để điều chế một lượng nhỏ ammoniac, người ta đun nóng dung dịch ammoniac đậm đặc có sẵn trong phòng thí nghiệm. Tuy nhiên, trong quá trình điều chế ammoniac trong phòng thí nghiệm, khí ammoniac thường có lẫn hơi nước.
Vậy theo em, dùng chất nào sau đây để làm khô khí amoniac? Cô giáo có 4 gợi ý. Dung dịch axit sulfuric đặc, P2O5 khan, nước hoặc vôi sống. Các em hãy chọn một trong 4 đáp án trên. Sau đó kích vào nút xác nhận câu trả lời. Hãy lưu ý rằng để làm sạch hơi nước lẫn trong khí amoniac, chúng ta không được dùng một chất nào tác dụng với amoniac. Trong công nghiệp để điều chế amoniac, người ta dùng phản ứng tổng hợp giữa nitơ và hydro. Đây là một phản ứng hai chiều. Do vậy, nó tuân theo nguyên lý chuyển dịch cân bằng Le Chatelier. Phản ứng trên có hiệu ứng nhiệt bằng -92 kJ, là một phản ứng tỏa nhiệt. Qua nhiều nghiên cứu, người ta thấy rằng điều kiện tối ưu của phản ứng nhiệt độ khoảng 450 đến 500 độ C, áp suất từ 200 đến 300 atm, xúc tác sắt bột, nhôm oxit, kali oxit, vân vân. Hãy dựa vào nguyên lý chuyển dịch cân bằng Le Chatelier và hãy dự đoán làm thế nào để tăng hiệu suất của phản ứng tổng hợp amoniac. Nếu các em đã có câu trả lời, hãy hoàn thành câu hỏi số 2 sau. Theo nguyên lý chuyển dịch cân bằng Le Chatelier, yếu tố nào sau đây làm tăng hiệu suất của phản ứng? Cô giáo gợi ý, muốn tăng hiệu suất của phản ứng, tức là chúng ta phải làm cho cân bằng của phản ứng chuyển dịch theo chiều thuận. Hãy dùng những kiến thức đã được học, chọn một trong 4 gợi ý sau đây. Sau đó, kích vào nút xác nhận câu trả lời. Sau khi trả lời xong, em có thể ấn vào nút gửi bài để xem lại đáp án của mình. Vậy là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về amoniac với các nội dung chính như sau: cấu trúc phân tử, tính chất vật lý, tính chất hóa học, ứng dụng và điều chế amoniac. Các em hãy dùng sơ đồ tư duy, hãy vẽ lại các kiến thức mà các em vừa học được theo gợi ý sau đây. Hãy ôn tập kiến thức trước khi bước vào phần củng cố nhằm kiểm tra lại kiến thức mà các em vừa học được. Hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi trả lời các câu hỏi củng cố và các câu hỏi tự luyện. Chúc các em làm bài thật tốt.